kênh YouTube Sông Nước Miệt Vườn. Mến chào quý khán giả ha. Cái đeo 4m9 á, cái Mitsu 4D68. Giờ này mát rồi, đi không mát được. Giống ghé mua dầu quá. Thank you.
Nhiên liệu nước cuối nè, nó hai bình nha, đây một bình cũng y vậy. Tiếp nhiên liệu nước cuối này, cái bơm bơm xăng
chút đưa xuống uống thử đây. Sau khi canh chỉnh đưa xuống đây chuẩn bị quất thử rồi, tại đường có 2-3 ghe tâm bản chở gạch đó, chở thẩm quá. Mới gắn cần vô đó, không biết cần nó qua chưa. Này mình chạy lên là nó bơm thấy không? Nó có bơm tự động. Buông sợi dây ra cái à. Mày nhảy hơn được rồi á. Còn hơi lụp bụp quá. Xăng chưa qua điều. Hôm nay có chiếc vỏ lãi đuôi dép của ông đậu đây. Mình xuống dưới bến này ra xa xa gì dễ quay. Đang thử ở đoạn bờ kè. Tiếng máy đều lại đó. Quên vô 4 máy xăng. Tại gần cây xăng này mình cũng chạy được. Không biết còn chạy nữa không biết. Quốc lợi phát nữa. Có nghe tiếng máy rồi đó nha. Mình test thử quận hay quận rồi cái mình cũng dừng cái video này. Không biết hồi nữa có chạy thử với cái Mitsu của Thái không ha. Nếu có thì cũng ở cái video sau nha. Các khán giả đón xem. Này cũng đương canh chỉnh mà. Chỉnh lửa, chỉnh đồ chơi. Mới nghe u u u. Tới rồi đó. Rồi để tút trên luôn. Chờ một chút chạy về. Đang về tới.